Bây giờ tiếp theo thưởng thức cái món bò nướng của Tiếp lúc nãy nữa cả nhà, thấy không? Bò nướng này. Ngon ngon nha. Quá ngọt. Quá tuyệt vời cả nhà ơi, quá tuyệt vời. Ngon. Đây, món thịt bò nướng gạch của Tiếp đã hoàn thành. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Ở đây thì Tiếp có chuẩn bị mấy muối mít. Chút xíu nữa ăn xong rồi tráng miệng luôn. Đây là mắm tôm Tiếp đâm lúc nãy nha, Tiếp chế biến lúc nãy. Ở đây, cả nhà mình xem lại tổng nguyên liệu của Tiếp. Gồm có rau sống, thịt bò, y con ruồi nè. Ngon ghê chưa cả nhà. Ngon ghê chưa, bò chín rất là ngon luôn. Đấy. Quá ngon. Quá ngon cả nhà ơi, đây là mắm tôm đây. Đây là mít. Rau sống. Rau sống nữa cả nhà. Đây ngon rồi, bây giờ Tiếp mời cả nhà cùng ăn với Tiếp. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức cái món ăn mà Tiếp làm ngày hôm nay, thịt bò nướng gạch. Thịt bò nướng gạch đây là món đầu tiên Tiếp làm ở quê, mà làm ở nhà mình, ở sau khu vườn nhà mình. Bây giờ Tiếp mời cả nhà dùng ha. Bây giờ Tiếp thì thích ăn rau sống cho nên là Tiếp sẽ lấy rau sống cộn với lại một miếng thịt bò. Thôi mình bóc đi, bóc đi nè, nhà thấy không, rau sống cuộn với thịt bò ha, cuộn với thịt bò rồi chấm với lại mắm. Này là mắm tôm nha cả nhà, mắm tôm nha, này là mắm tôm, chấm với mắm tôm. Quá tuyệt vời, thấy ngon, ngon quá. Mời cả nhà cùng ăn Tiếp nha. Tiếp ăn rau nhiều lắm, thích ăn rau, về dưới quê lắm, rồi cũng không có chuyện gì làm nhiều, phụ giúp gia đình thôi. Hôm nào Tiếp sẽ quay cái khu vườn nhà Tiếp cho cả nhà mình xem ha. À, hôm nay thì Tiếp làm món này á, gà nó bu quá trời, nhà Tiếp nuôi gà nhiều cũng nhiều lắm. Chấm lên cả nhà. Ngon. Cái mít này á là chút xíu Tiếp ăn cho Tiếp tráng miệng. Bây giờ Tiếp đang ngồi dưới một cái bóng cây ở sau khu vườn nhà Tiếp. Thì nó món bò mà bò nướng gạch nè, thì tự nhiên Tiếp suy nghĩ ra về nằm ở nhà suy
suy nghĩ thấy mình làm nên làm một cái món gì để chia sẻ với tất cả mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức, mời mọi người cùng làm với Tiếp á. Tiếp mới suy nghĩ, nằm đêm mới suy nghĩ ra được cái món này. Làm cũng dễ thôi nha, cũng đơn giản. Rồi cái phần nước chấm nè, cay quá. Cả nhà mình thích ăn mắm nêm á, thì mình có thể làm mắm nêm, không thì mình làm mắm tôm. Mắm tôm ăn rất là ngon. Nhà ơi, ngon lắm cả nhà. Thịt nó rất là ngọt, rất ngọt. Ngọt phía sau nhà mình á, nó lại mùi mắm tôm à. Cho nên là nó rùi nó nghe hơn, nó đến. Quả lắm thiệt. Mắm tôm này cái mùi nó hơi hám dữ lắm cả nhà. Tôm này mùi hơi ghê lắm. Ai ăn được mới ăn được mắm tôm, mà không ăn được không ăn mắm tôm được đâu nha. Ai ăn mắm tôm được thì chế biến mắm tôm nha cả nhà. Giờ mình chấm ha. Ngon. Cái ăn cái rau thơm nè. Nó thích hợp với ăn với thịt bò. Thì cái bò mình nướng á, bò mình không nên nướng chín quá, vừa chín tớ hơn, mình ăn thử sẽ rất là ngọt. Tiếp cũng mong muốn là làm ra những cái video nào mà nó chất lượng xíu để phục vụ cho cả nhà. Tại vì ở Sài Gòn có một mình á, ngồi làm cả ngày về mệt quá, không có làm được nhiều món. Về dưới quê nhiều khi rảnh rỗi á rồi mới suy nghĩ mới làm được, chứ ở Sài Gòn là vô phương. Nè, mình kẹp rau như này cả nhà. Hôm nào Tiếp sẽ làm một cái món mà Tiếp cũng rất là thích ăn, cũng món nướng luôn, nhưng mà Tiếp sẽ không có làm ở dưới cái bóng cây vườn nhà mình nữa, mà Tiếp sẽ làm ở dưới bóng cây cô đơn giữa lòng hồ Dầu Tiếng. Mời cả nhà mình đón xem nha. Ngon ngon luôn cả nhà. Tiếp mới vô trong nhà lấy trái cà chua ra, ngon nha. Rau nhiều, chứ thích ăn rau vậy nè. Ăn lần như đây rau nè, mình cuộn vô, cuộn như nha. Rồi mình chấm. Ngon luôn. Ở dưới quê rau này nó rẻ cả nhà, nó rẻ lắm. Tiếp còn mấy cuốn nữa, đang ăn cho hết cả nhà không. Ngon. Ngon mà nó rất là cay. Rất là cay. Cay quá. Cay mà rất là ngon cả nhà ơi. Rất là ngon. Cây giống như thế nào.
quá cao. Mình làm vừa đủ mình ăn thôi, không mình không làm nhiều, không muốn làm dư. Chắc chỗ lửa quá nha, mít vô cho ngọt. Cay quá. Cao mình xếp ra cả mồ hôi. Nghe thấy không? Cay mình ra cả mồ hôi. Chỗ lửa. Ăn rồi vô nó sẽ dịu lại. Nó sẽ dịu lại luôn cả nha. Món cay cũng ăn rồi nó dịu nè. Cay. Quá cay. Còn cuốn không? Tiếp cuốn hết luôn nè. Ngon. Ngon mà cay quá. Cay ra mồ hôi cả nha. Ăn mất. Món này thì cũng tương đối dễ làm cả nhà. Cái này lưu ý ha, mình ăn cái gì mà cay lắm là cái món ăn sau cùng của mình phải là ngọt, nó sẽ dung hòa được. Mình ăn món gì mà cay được mình ăn món nóng nữa thôi, cay nóng cay lắm cả nhà. Món nó quá cay. Món ngày hôm nay thứ ba nó dễ làm đó nha, cũng dễ làm ha, dễ chế biến. Mít này á là mít Thái đó cả nhà. Thời tiếp tới mà muốn là muốn làm những cái video mà nó chất lượng rồi gửi đến cả nhà, thì cái video của tiếp đó ngày hôm nay thì Tiếp biết là nó chưa có hoàn thiện, nó còn nhiều thiếu sót lắm. Nhưng mà rất mong là cả nhà xem và ủng hộ để Tiếp suy nghĩ ra những cái món ăn mới, những cách chế biến mới đó, để Tiếp quay video để gửi đến cả nhà nha. Ngày hôm nay thì cho Tiếp xin cảm ơn tất cả những người bạn, những người em, những khán giả đã xem video, đã ủng hộ Tiếp trong suốt 2 tuần vừa rồi. Thì Tiếp mới làm YouTube được 2 tuần thôi. Nhưng mà tuần này thì Tiếp không có làm nhiều, tuần rồi Tiếp cũng không làm nhiều tại công việc bận quá, lâu quá là mấy ngày không có đăng video. Thường video của Tiếp á, thường thì về nấu ăn là chính và thử thách. Tiếp sẽ làm những cái thử thách để gửi đến cả nhà, nhưng mà trước mắt là Tiếp sẽ làm những cái video về ẩm thực. Người Tiếp người có tâm hồn ăn uống á cả nhà. Không, video của Tiếp thì tới đây cũng kết thúc. Tiếp cảm ơn cả nhà nhiều. Nếu cả nhà thấy video của Tiếp ngày hôm nay hay và có ý nghĩa,
cả nhà yêu mến Tiếp thì cho Tiếp một đăng ký, subscribe và like kênh cũng như là share kênh ủng hộ Tiếp nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt.